Dạ, cảm ơn Chúa. Xin mời Mục sư Đinh Thanh cầu nguyện trước khi chúng ta học lời Chúa chung với nhau. Hallelujah, mời tất cả quý ông bà mục sư và con cái của Chúa cùng hiệp ý với tôi rồi sẽ cầu nguyện. Hallelujah, Chúa chúng con thật vui mừng, cảm ơn Chúa. Tại Việt Nam là buổi tối mà buổi ở mình Hoa Kỳ là buổi sáng. Ngay giờ này chúng con cầu nguyện xin Thánh Linh của Ngài đầy dạy trên hết thảy quý con cái của Chúa, quý ông bà mục sư. Đặc biệt xin Chúa ban ơn sức dầu trên người hướng dẫn chương trình và trên người hát bằng hát thọ hưởng. Hallelujah trong buổi tối hôm nay. Một lần nữa con cũng cầu nguyện xin Thánh Linh của Chúa sức dầu trên mục sư Phan Phước Lào để ông chia sẻ lời của Chúa để người nghe xin Thánh Linh của Ngài mở lòng và mở tâm trí của chúng con để chúng con nhận lấy lời của Chúa. Chỉ có lời của Chúa chúng con sẽ đắc thắng mọi cái nan đề. Lời của Chúa rất là quan trọng, lời của Chúa là lân lương để nuôi dưỡng phần tâm linh của chúng con. Chúa chúng con rất là cảm ơn Chúa, xin Chúa đã chọn cho chúng con một vị giáo sư tuyệt vời. Mục sư Phan Phước Lào giảng lời của Chúa thì người nghe ai nấy đều lắng nghe rất là tuyệt vời. Xin Thánh Linh của Chúa tiếp tục đổ đầy, xin thần của Chúa dùng ông để giúp đỡ cho dân sự hiểu được lời của Chúa. Hallelujah. Xin Chúa cũng cắt đi sự mệt mỏi, cái sự yếu đuối, cái sự buồn ngủ ở tại Việt Nam. Và giờ đây là cái giờ khuya, xin Thánh Linh của Chúa cắt đi cái điều đó để chúng con tập trung để nghe lời của Chúa. Mời việc xin Chúa là cắt đi tất cả cái sự buồn ngủ, cái sự yếu đuối, cái sự sợ hãi ở trong đời sống của chúng con. Mọi việc chúng con dâng hết thảy cho Chúa và chúng con đồng một tâm hiệp một ý dâng lên cho Chúa và thành kính cầu nguyện ở trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Yeah, cảm ơn Chúa. Tối qua tôi mới vừa soạn xong cái câu này, không biết sao, tại sao phải soạn hôm qua, tôi không hiểu. Nhưng mà nó vừa xong cho nên bây giờ mình ngồi mình học lại với nhau. Câu đoạn 6, câu 46. Xin mời một vị đọc giùm. Đoạn 6, câu 46. Chào mục sư. Yeah. Sau khi từ biệt họ, Ngài đi lên núi để cầu nguyện. Đơn giản vậy đó. Sau khi Ngài từ biệt họ hay là từ giã họ, từ giã dân chúng, Ngài đi lên núi để cầu nguyện. Ít nhất có ba điểm mà mình học ở đây. Cái chữ từ giã hay là đúng ra cái nguyên ngữ của nó là tách lìa ra. Từ giã ở đây trong cái nguyên ngữ của nó là tách lìa, phân ra, tách lìa ra. Cho nên tại chỗ này, thưa quý vị, để có thể bước vào trong sự hiện diện hay là để bước vào trong cái chỗ mà thật sự cầu nguyện đó thì Chúa Giêsu cần phải từ giã đoàn dân đông này để Chúa Giêsu bắt đầu có thể đi lên núi mà cầu nguyện. Ngay khi đọc cái chỗ này thì tự nhiên Chúa dạy mình một bài học rất là sâu xa ở tại đây cho chúng ta thấy, để chúng ta biết rằng làm thế nào để chúng ta có thể bước vào cái nơi vắng vẻ đó, cái nơi yên tĩnh đó để chúng ta tương giao được với Đức Chúa Trời của mình, với Chúa của mình. Thưa quý vị, để chúng ta có thể nối kết được với Chúa của chúng ta thì cái điểm đầu tiên tất cả chúng ta cần phải từ giã, nắm bắt được cái chữ từ giã đó hay là cái sự tách biệt đó. Nếu chúng ta không tách biệt thì chúng ta không thể nào có thể đi lên núi mà cầu nguyện được. Ở chỗ này Chúa để lại cho chúng ta một cái tâm tình. Tất cả chúng ta ai cũng muốn cầu nguyện, ai cũng muốn được tương giao với Chúa, ai cũng muốn có cái thì giờ ở riêng với Chúa để ngẫm nghĩ về những gì mà Chúa muốn
dạy dỗ và mình hiểu được ý muốn của Chúa ra sao. Mình hiểu được chương trình của Chúa ra sao. Mình hiểu được cái kế hoạch, cái hướng đi như thế nào. Nhưng cái khó của mình là từ giã. Làm thế nào để mình có thể rời được hay là từ giã được những cái gì mà nó đang gọi là mình gọi là quá tuyệt vời đó. Ví dụ ở đây nó là một cái một đoàn dân đông hơn 8.000 người vừa hưởng vừa đi qua một cái phép lạ vĩ đại. Làm thế nào để từ giã được cái đó để Chúa có thể đi lên trên núi để cầu nguyện? Và Chúa đã làm được việc đó là Chúa phải từ giã họ. Chúa không nắn ná nữa, Chúa làm hết mọi sự hướng dẫn họ xong, đâu đó hết, Chúa từ giã để Chúa đi lên trên núi đó. Nên trong cuộc đời của quý vị và tôi, mình có thể từ giã những tách mình ra khỏi những cái mà mình cần phải, nó đang nối kết với mình. Kể cả những cái mình làm được, để mình được bước vào trong cái chỗ riêng tư đó với Chúa ở trong cuộc sống của mình hàng ngày. Có những cái hoạn nạn nào đó, có những khó khăn nào đó, mình cũng phải từ giã nó để mình có thể đi lên núi để cầu nguyện được. Rất nhiều người đi lên núi mà không từ giã được. Lên trên núi rồi, nhưng không cầu nguyện được. Là bởi vì sao? Bởi mình chưa có từ giã được cái mà nó đang dính với mình ở đây. Vì vậy, xin Chúa thương xót đến chúng ta, nâng nở đến chúng ta, để chúng ta học cái bài học quý giá này, để chúng ta có thể tách mình ra được cái mà nó đang dính với cuộc đời của mình. Thậm chí những sự bận rộn, những công việc hàng ngày, những cái gánh nặng, những cái ưu tư, những việc lớn, những việc nhỏ. Khi mình muốn đi ở riêng với Chúa thì mình phải từ giã nó, cắt đứt nó để mình có thể có một cái mối riêng, cái mối liên hệ riêng tư chặt chẽ được với Chúa. Để mình có thể ở đó, mình yên lặng ở đó để mình biết rằng Chúa của mình như thế nào. Còn nếu không thì mình cũng có thể ở đó nhưng mình không biết Chúa của mình như thế nào, bởi vì mình không yên lặng được. Quý vị thấy, mỗi khi mình đến mình cầu nguyện, có những người bước vô cầu nguyện. Chúa ơi, con khổ quá, con đau quá. Cái ông đó, ông cà chớn quá. Cái bà đó, bà cà chớn quá. Cái ông mục sư, ông khó chịu quá. Cái bà giảng khó hiểu quá. Nhưng mà mình không biết cái gì về Chúa cả. Mình không biết Chúa của mình là gì cả. Mình bước vô một cái là mình cầu nguyện thì mình than phiền riết từ đầu đến cuối. Nếu không than phiền thì cứ chỉ trích người này, lên án người kia trong sự cầu nguyện của mình riết từ đầu đến cuối. Rồi làm gì nữa? Rồi đôi khi dùng cái lời cầu nguyện đó để dạy người này, dạy người kia, nói người nọ. Mà thật sự mình không yên lặng đủ để mình biết rằng Đức Chúa Trời đang nói gì với mình về hoàn cảnh đó. Đang nói gì với mình, cho mình biết điều gì về tình trạng đó. Mình bước vô mình nói, ồ ông mục sư ông khó chịu quá Chúa ơi, vậy thôi, xong. Than phiền không? Ồ Chúa ơi xin Chúa sửa dạy ổng, Chúa trị ổng, làm cái gì đó để cho ổng học cái bài học này. Nhưng mà thật sự, giữa mình với Chúa không có, mình không biết rõ chương trình, ý định và những gì Chúa muốn chúng ta đối diện ở tại đây. Cho nên, Thi Thiên 46 câu 10 quý vị nhớ không? Thi Thiên 46 câu 10 nói gì? Đứng yên lặng, mày biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Dạ. Yeah. Hãy, tôn cao trên trời. Hãy yên lặng. Hãy yên lặng. Mà để có thể yên lặng, cái điểm thứ nhất, ta cần phải tách.
cần phải từ giả. Sau khi Ngài từ giả, cái cụm từ là sau khi Ngài từ giả. Nếu Ngài không từ giả khó lên núi lắm quý vị ơi. Nếu mình không từ giả được những cái gì đó của mình ở đời này, khó lên núi lắm. Để có thể lên núi được thì phải từ giả nó. Để có thể yên lặng được, để hiểu biết được Đức Giê-hô-va của mình như thế nào, Đức Chúa Trời của mình ra sao, thì phải từ giả. Vấn đề đặt ra là từ giả những cái mà nó đang dính líu với đời sống của mình dễ không? Cái bài học thứ nhì, đó là lên núi, đi lên núi. Cái cụm từ này, đi lên núi này thì nó cũng được dịch là đi lên núi vậy thôi. Đi lên núi. Có nghĩa là gì? Là một cái nơi yên tĩnh, một cái nơi hoàn toàn biệt lập ra. Cái nơi Chúa thường tìm đến là cái nơi yên tĩnh đó là núi. Bỏ nửa gói đó, nửa gói muối đó. Thôi bỏ nguyên gói muối đi, chứ bỏ chi nửa Ủa gói xin. Muối chi cho nó không đủ mặn. Xin lỗi mục sư. Tìm một cái nơi yên tĩnh. Chúa Giêsu thường đi lên núi. Đó là cái cách của người người Do Thái. Hình như người Việt Nam với người Tàu cũng vậy phải không? Mình đưa lên núi. Chúng ta cần phải tìm những cái nơi yên tĩnh đó để tập trung vào sự cầu nguyện. Để lắng nghe được tiếng của Chúa. Ở trong một ngày của cuộc đời mình, trong một ngày của mình cần có cái nơi yên tĩnh này. Có lẽ là cái Zoom của mình nó đang đóng cái vai trò đó chăng? Nếu Zoom đang đóng cái vai trò là một cái núi, một cái nơi yên tĩnh để mình cầu nguyện được, tương giao được với Chúa, thì chọn cái chỗ này. Còn nếu một chỗ khác, nó có được một cái nơi yên tĩnh để mình biết thì giờ, mình biết riêng thì giờ của mình ra. Để mình sửa soạn tâm linh của mình. Để mình đón nhận được sự hướng dẫn của Chúa, thì hãy đi lên núi. Đi lên núi cũng có thể được xem là một hành động để chuẩn bị tâm linh của chúng ta cho những việc sắp tới. Chúa biết những việc sắp tới sẽ như thế nào. Bão tố sẽ đến như thế nào. Và việc Chúa thực hiện những gì ở trên bão tố đó. Chúa biết được. Như thế nào? Chúa đi lên núi để tìm biết ý muốn của Chúa như thế nào để đối diện với những thách thức này. Vì thế, chúng ta dừng lại một tí để chúng ta suy gẫm. Làm thế nào để chúng ta có thể tìm được một nơi yên tĩnh để cầu nguyện trong cuộc sống hàng ngày? Chúng ta có được cái nơi đó chưa? Chúng ta có một cái góc nào đó trong nhà của mình, hay là trong công viên, hay là một cái chỗ nào đó bên bờ biển, ở trong chiếc xe của mình, chỗ nào đó. Chúng ta có được cái nơi đó không? Chúa Giêsu khuyên dạy các môn đồ khi các ngươi cầu nguyện thì làm gì? Vào nhà riêng, vào phòng riêng, đóng cửa lại. Dạ. Yeah. Vào phòng riêng đóng cửa lại, cha các ngươi là ở nơi kín đáo sẽ nghe. Cho nên chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho mình tìm đi lên núi, bắt lấy cơ hội để đi lên núi. Đi lên núi khó không quý vị? Cầu nguyện khó không? Đi lên núi không dễ. Nhưng mà chúng ta cần phải đi lên núi. Cái núi của mình là chỗ nào đó? Mình không biết. Nhưng mà mình cần có một cái núi đó, một cái nơi đó.
Về hỏi chị Phương Thúy, chị có cái núi đó không? Dạ có. Bây giờ hỏi chị Trang, chị có cái núi đó không? Hỏi anh Dũng Lữ có cái núi đó không? Dạ có một sư. Dạ có một sư. Như vậy mình có bao nhiêu cái núi ở đây? Mỗi người một cái núi. Một người hai ba cái lần hả? Ừ. Như vậy là công việc Chúa sẽ phải phát triển thôi. Vậy mà sao mới vừa xuống núi đụng cái thử thách nhỏ nhỏ cái rất lớn vậy? Mới vừa cầu nguyện ngon lành lắm, nóng chảy lắm. Mới vừa cầu nguyện thiết tha lắm. Mới vừa cầu nguyện xong, cái vừa xong là hai vợ chồng gây lộn liền. Quý vị thấy cái tình trạng đó chưa? Thậm chí ở trong trên, trên trong nhà thờ cũng vậy. Mới vừa cầu nguyện xong, xuống nhà bếp cái gây lộn à. Chỉ vì hai cái tô đồ ăn thôi. Mới vừa đi vô phòng ăn là cự lộn nhau rồi. Dinh ở đây mình xin Chúa thương đến chúng ta. Để dạy chúng ta ở trong cái chỗ mình cầu nguyện đó. Cầu xin Chúa cho mình cách nào thật sự mình tương giao được với Chúa. Mình có cái núi đó, mình chịu khó, mình vượt qua những cái núi đó. Để mỗi một ngày như vậy, chúng ta được Chúa tái tạo, được Chúa uống nắng, được Chúa dạy cho, để khi đi qua thử thách, mình biết làm cái gì. Chứ còn không thì mình bối rối lắm. Không giải quyết được chuyện gì mà còn hư làm hư chuyện thêm. Lên núi để làm gì? Cái điểm thứ ba trong cái câu này là gì? Lên núi để làm gì? Lên núi để cầu nguyện. Để cầu nguyện. Sự quan trọng của sự cầu nguyện như thế nào? Cái tầm quan trọng của sự cầu nguyện ở trong đời sống của quý vị và tôi như thế nào? Quý vị nghĩ một mục sư thiếu cầu nguyện thì sẽ như thế nào? Một người tín đồ mà không con dân Chúa mà không cầu nguyện, quý vị nghĩ sao? Tắc thở. Tắc thở. Tắc thở. Thưa quý vị, nên nhớ điều này nè. Cầu nguyện là cách chúng ta giao tiếp với Chúa. Cầu nguyện là cách chúng ta giao tiếp với Chúa. Nếu chúng ta, lý do chúng ta không cầu nguyện được là bởi vì chúng ta chưa thật sự từ giã những gì đang dính dấp với mình. Lý do chúng ta không cầu nguyện được là bởi vì lên núi sao nó mệt mỏi quá. Có nghĩa là sao? Đi cầu nguyện sao phải thức dậy sớm vậy? Cầu nguyện cái giờ cầu nguyện nhà thờ chi sớm vậy? Cái giờ cầu nguyện trên Zoom chi sớm vậy? Cái giờ cầu nguyện chỗ này chỗ kia sao sớm vậy? Ồ còn cái, nếu mà trễ hơn chút cái sao trễ dữ vậy? Cái buổi tối làm sao không chịu là cầu nguyện buổi sáng thì cầu nguyện buổi tối? Đủ hết, đủ lý do để mình không lên núi được. Lý do khác không lên núi được là sao? Con cái, nhà cửa, xe cộ, bữa nay xe hư, ngày mai ống nước chảy, bữa nọ bánh xe lủng, bữa kia cái đèn nó đứt, bữa khác hết tiền mua sữa, bữa nọ hết đồ ăn, đi chợ.
đủ thứ cách để mình không thể lên núi được. Rồi đôi khi cũng cố gắng bươn lên tới đó một chút. Nhưng mà ngồi ở đó cầu nguyện, mà hết Facebook tới YouTube, hết YouTube tới TikTok, hết TikTok rồi tới Twitter, hết Twitter rồi tới tin tức, hết tin tức rồi tới tin không tức. Rồi mới vừa ngồi xuống, Olympic bữa nay thế nào? Giải bóng đá ra sao? NBA ra sao? Football thế nào? Bữa nay cá độ gì? Bữa nay ai thắng? Quá nhiều thứ. Không tách ra được. Không đủ sức để lên. Để lên trên núi đó. Mà cố gắng lên trên đó cũng bằng một con người mệt mỏi, nặng nề. Thưa quý vị, cầu nguyện có nghĩa rằng đó là cách mà chúng ta giao tiếp với Chúa. Cầu nguyện là lúc chúng ta giao tiếp, là cách chúng ta giao tiếp với Chúa, tìm kiếm sự thương xót của Chúa, tìm kiếm ý muốn của Chúa, tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa, đặc biệt là tìm kiếm sức lực từ nơi Chúa. Cầu nguyện cho chúng ta sức lực từ nơi Chúa, cầu nguyện cho chúng ta sự khôn ngoan từ nơi Chúa, cầu nguyện cho chúng ta sự hướng dẫn từ nơi Chúa, cầu nguyện cho chúng ta biết cái cách để nói chuyện với Chúa. Tại sao ngày hôm nay có khá nhiều không người không thể cầu nguyện được? Thậm chí các mục sư cũng không cầu nguyện được nữa đó. Ý của tôi muốn nói rằng không phải chỉ cầu nguyện cảm ơn Chúa cho con ngày bình an là hết đâu. Không phải chừng đó là đủ. Nó còn những cái sâu xa hơn nữa. Để làm sao mình có thể tiếp cận được sâu vào trong lòng của Chúa. Để tại đó mình nhận được sự hướng dẫn. Tại đó mình có thể kết nối được với Chúa. Cầu nguyện là cách chúng ta kết nối với Chúa. Chúng ta trở nên một ở trong sự hiện diện của Chúa. Nhưng nếu chúng ta không từ giã được những cái gì nó đang dính dấp với cuộc đời của mình. Và nếu chúng ta không buông bỏ những điều đó được, chúng ta lên núi nó nặng nề lắm. Nếu chúng ta không bỏ được những điều này, không rơi được những điều này, không tách biệt những điều này ra khỏi cuộc đời của chúng ta đi lên núi nó nặng lắm thưa quý vị. Không ai leo núi mà mang đồ nặng cả. Họ bận rất đơn giản để họ leo núi. Thưa quý vị, tại sao chúng ta đi lên núi ở trong một sự nặng nề như vậy? Tại sao chúng ta đi lên núi ở trong sự rườm rà như vậy? Tại sao chúng ta lên núi ở trong một sự đầy dẫy những vấn vương như vậy? Hãy cầu nguyện xin Chúa cho con dứt được. Từ giã nó. Dứt khoát với nó, để mình lên núi cho nó nhẹ nhàng. Mình lên núi cho nó nhẹ nhàng. Mà khi mình lên núi bằng một con người nhẹ nhàng, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ dễ dàng tiếp cận được ở trong Chúa. Mặc dầu nan đề có đó, mặc dầu gánh nặng mình cũng nằm đó, mặc dầu những gì mình cần phải đối diện nó nằm đó, nhưng mình từ giã nó được để mình có thể đi lên trên đó, trên núi. Có nghĩa là mình bước vô trong sự cầu nguyện. Mình vô trong sự cầu nguyện, mình tìm kiếm lòng của Đức Chúa Trời. Chứ không phải rằng mình đến trong sự cầu nguyện để rằng mình Chúa giải quyết nan đề cho mình một phần nào đó thôi. Cái ưu tiên cầu đầu tiên của chúng ta khi bước vào sự cầu nguyện là mình tìm kiếm lòng của Đức Chúa Trời đối với cuộc đời của mình. Mình nói kết giữa mình với Đức Chúa Trời, mình nói kết giữa mình với Chúa, thì tự nhiên mọi nan đề của chúng ta nó cũng sẽ nói kết với quyền năng của Đức Chúa Trời. Nó sẽ được giải quyết. Nếu chúng ta chỉ mang nan đề đến với Chúa mà chúng ta không mang được con người tấm lòng của chúng ta đến trước sự hiện diện của Chúa, thì đó là một sự thất bại ở trong sự cầu nguyện.
Chúng ta dành bao nhiêu tiếng đồng hồ không cần biết, nhưng chúng ta chỉ mang nan đề đến với Chúa, thì đó là lúc chúng ta không có ích lợi gì ở trong sự cầu nguyện cả. Nhưng hãy mang được chính con người của mình, hãy mang được chính tâm lòng của mình, hãy mang được cái tâm linh của mình đến vào trong sự hiện diện của Chúa. Thì tại chỗ đó, những gì nó liên hệ với đời sống của chúng ta, nó cũng tự động được mang theo và nó được tự động được giải quyết ở trong cách và quyền năng của Chúa. Vì vậy, cầu nguyện, nó là cách chúng ta giao tiếp với Chúa. Để tại chỗ đó chúng ta tìm được sự hướng dẫn, tìm được sức mới để chúng ta đi tới. Bên cạnh đó, cầu nguyện nó cũng là một sự nối kết giữa mình với Chúa. Nó giúp chúng ta duy trì cái mối quan hệ giữa mình với Chúa mật thiết và sâu nhiệm hơn qua cái sự cầu nguyện này. Thưa quý vị, và bên cạnh đó nó cũng dẫn chúng ta vào trong sự hiện diện của giữa mình với Chúa ngay ở trong cuộc sống này. Ngay trong từng sinh hoạt của cuộc sống này. Cho nên, làm thế nào để chúng ta có thể duy trì cái thói quen cầu nguyện đều đặn và sâu sắc? Để lặp lại, làm thế nào để chúng ta duy trì cái thói quen cầu nguyện liên tục này, đều đặn này và sâu sắc? Làm thế nào? Cầu xin Chúa nâng đỡ chúng ta để chúng ta thấy được rằng mỗi ngày chúng ta cần phải duy trì cái thói quen điều đặn này và sâu sắc này. Cho nên, chúng ta hàng ngày, nếu chưa cầu nguyện được, cứ cầu nguyện, cứ nói chuyện, cứ tâm tình, cứ thỏ thẻ với Chúa. Cứ nói như là một đứa trẻ nói, không ngại ngùng, không mắc cỡ. Bởi vì ở đây giữa mình với Chúa đóng cửa lại, chứ không phải ai đó ngồi đó nghe mình. Giữa mình với Chúa đóng cửa lại, mình cầu nguyện. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 17 dạy như thế này. Hãy cầu nguyện như thế nào? Cầu nguyện không thôi. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 17 dạy chúng ta hãy cầu nguyện không thôi ở trong ơn của Chúa. Vì vậy chúng ta nhớ ơn của Chúa đang dạy dỗ chúng ta hãy cầu nguyện. Và văn đoạn 15 câu 14, câu 4 chép như thế này: hãy ở trong ta thì ta ở trong các ngươi. Hãy ở trong ta thì ta ở trong các ngươi. Cho nên ở trong Chúa là như thế nào? Ở trong Chúa là lúc chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Hãy tách ra, đi lên núi, cầu nguyện. Tách ra đã không dễ rồi, đi lên núi càng khó hơn. Mà càng cầu nguyện ở một cái chỗ mà thật sự cầu nguyện, nó lại không dễ. Vì vậy, Chúa nói, hãy ở trong ta ở trong các ngươi. Hãy ở trong Chúa qua sự cầu nguyện. Hãy ở trong Chúa trong sự học Kinh Thánh. Hãy ở trong Chúa ở trong công việc của mình hàng ngày. Đừng tách mình ra khỏi đó. Tương giao liên tục, giữ mình ở trong đó. Cái điểm thứ tư mình học với nhau đó là sự cần thiết của sự cầu nguyện riêng tư. Thưa quý vị, cầu nguyện riêng tư, Chúa Giê-xu thường xuyên đi vào cái chỗ riêng tư đó một mình. Và tại sao? Chúa thấy cái tầm quan trọng của sự cầu nguyện đó. Cái chỗ riêng tư đó để làm gì? Để chúng ta tập trung được, để chúng ta mở lòng chúng ta ra hoàn toàn với Chúa được. Có thể chỗ đám đông chúng ta không mở lòng ra hết với Chúa. Nhưng ở chỗ riêng tư đó,
Xin Chúa tại chỗ đó chúng ta mở lòng một cách rất tự do ra với Chúa. Vì vậy hãy bắt đầu ở chỗ riêng tư đó trong sự cầu nguyện. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cầu nguyện ở chỗ công cộng, ở như mở lòng ra ở chỗ công cộng cho đến khi nào chúng ta thật sự mở lòng ra trong chỗ riêng tư. Chúng ta sẽ sâu nhiệm ở chỗ công cộng khi chúng ta thật sự sâu nhiệm ở chỗ riêng tư. Cho nên, hãy đến với Chúa trong cái chỗ riêng tư này. Tại chỗ đó hãy mở lòng chúng ta ra để tập trung vào Chúa, tìm kiếm sự thương xót, trút lòng của mình ra với Chúa. Amen. Không mắc cỡ, không tự do, không có cái gì, không sợ ai phải phiền mình cả. Mình nuốt tiếng quả nom Chúa cũng nghe. Mình nuốt tiếng lồ Chúa cũng nghe. Mình nuốt tiếng miên Chúa cũng nghe. Mình nói tiếng Bắc Chúa cũng nghe. Mình nói cái giọng chữ ăn L thành chữ ăn N, chữ ăn N thành chữ ăn L, Chúa cũng nghe. Amen, cảm tạ Chúa. Tại cái chỗ riêng tư đó, hãy đến với Chúa. Mình nói bập bẹ Chúa cũng nghe. Người lớn tuổi khiều khào Chúa cũng nghe. Thì thầm Chúa cũng nghe. Hét lớn Chúa cũng nghe. Chỗ riêng tư đó. Tiếng Việt Chúa cũng nghe, tiếng Mỹ Chúa cũng nghe, mọi thân phận. Cho nên cầu nguyện, xin cho chúng ta thấy được cái nhu cầu của sự cầu nguyện, cái sự cần thiết cho cầu nguyện riêng tư đó. Chúa có cầu nguyện cho công cộng, Chúa cầu nguyện ở trong nhà hội, Chúa làm việc nọ việc kia cho công cộng, nhưng Chúa luôn luôn có cái thì giờ riêng tư này, và ai trong chúng ta cũng cần điều này. Để tại chỗ đó, chúng ta không bị phân tâm nữa. Chúng ta bắt đầu trút lòng của mình ra. Tại chỗ đó chúng ta khóc được. Tại chỗ đó chúng ta cười được với Chúa. Tại chỗ đó chúng ta than thở được với Chúa. Tại chỗ đó chúng ta có thể trình bày những cái yếu đuối của mình với Chúa. Tại chỗ đó tội lỗi chúng ta được xưng ra. Một cái lời cầu nguyện mà nó có vẻ vô bổ đó. Xin Chúa tha tội cho con. Mà Chúa tha tội cái gì? Nếu đúng cầu nguyện xin Chúa tha tội nói láo của con. Ở trong chỗ riêng tư đó. Chúa ơi, con nói không thật với cái người này, Chúa tha tội cho con. Từ đó Chúa sẽ chỉ cho cái cách. Để làm sao để giải quyết cái chuyện nói không thật đó. Cho nên tại ở chỗ riêng tư đó mình mở lòng của mình ra một cách sâu sắc với Chúa. Cho nên sự sâu sắc ở trong mối liên quan hệ với Chúa nó đến từ cái chỗ mình cầu nguyện nơi cái riêng tư đó, thưa quý vị. Chứ đừng ai nghĩ rằng mình đi nhà thờ là tự nhiên mình sâu sắc với Chúa đâu, thưa không. Cái chỗ sâu sắc với Chúa đó nằm ở ngay cái chỗ cái phòng riêng đó, ngay cái chỗ riêng tư đó giữa mình với Chúa. Cho nên cầu xin Chúa giúp đỡ tất cả chúng ta, từ người hầu việc Chúa đến con dân Chúa khắp nơi, từ mọi thành phần, từ mọi lứa tuổi, từ mọi trình độ, từ mọi cái nền văn hóa, từ mọi ngôn ngữ, xin Chúa cho chúng ta tiếp cận với Chúa, mở lòng của mình ra một cách tự do trong chỗ riêng tư đó. Đừng ai trong chúng ta không có cái chỗ riêng tư đó. Hãy bắt đầu cái chỗ riêng tư đó. Chúa Giêsu bắt đầu chỗ riêng tư đó. Thì chúng ta bắt đầu chỗ riêng tư đó. Và thậm chí Chúa cũng dạy các môn đồ bắt đầu ở chỗ riêng tư đó. Các môn đồ cũng làm việc đó. Và chúng ta ngày hôm nay không thể nào đi ra ngoài cái con đường này được. Bởi vì Chúa hiểu được. Ngay chỗ riêng tư đó, Chúa tiếp cận với chúng ta rất dễ. Ngay chỗ riêng tư đó, chúng ta tiếp cận với Chúa dễ dàng. Ngay chỗ riêng tư đó, chúng ta gặp gỡ Chúa một cách rõ ràng, dứt khoát. Tôi có một ông bạn, ông học chung với tôi. Ông có 5 đứa con, mà họ còn rất là nhỏ. Ông đặt toàn tên, tên ngon lành không à. Thằng lớn ông đặt là Abraham. Mà ông là người Quảng Nam. Ông không có gọi, ông có nói là Abraham. Nhưng mà ông nói Abraham.
Abraham, mày vô trong phòng mày đóng cửa lại cầu nguyện đi. Rồi năm đứa con, mỗi đứa chia nhau ra, nó vô trong phòng, nó đóng cửa lại. Tí ra, ông nói, Chúa nói chi với mày rồi Abraham? Có nghĩa rằng, ông huấn luyện nó, ông đưa chỉ cho nó cái cách mà Chúa Giêsu chỉ cho mình để cầu nguyện. Cho nên từ đó, những đứa con của ông, nó bắt đầu nó biết cầu nguyện. Biết tập tành cái chỗ ở riêng với Chúa. Năm đứa con trai đâu có dễ. Nhưng mà những đứa con đó, nó tập tành ở riêng với Chúa. Nó trưởng thành ở trong Chúa. Cho nên thưa quý vị, cái chỗ mà riêng tư đó đóng cửa lại, cái chỗ sâu sắc đó, cái mối liên hệ sâu sắc đó, nó không đến từ việc chúng ta đi nhà thờ thường xuyên. Nếu chúng ta đi nhà thờ mấy chục năm nay mà không có cái activity ở trong cái phòng riêng của chúng ta không trưởng thành được. Chúng ta không có mối quan hệ sâu nhiệm được với Chúa. Chúng ta không sâu sắc được với Chúa. Quý vị thấy đó, ở trong cuộc đời của mình, có những người có mình có mối quan hệ sâu sắc lắm, mà có những người mình có những mối quan hệ rất hời hợt. Thậm chí, mới bắt tay chào hỏi đó, mới bắt tay niềm nở chào hỏi đó, vừa đi khỏi chừng vài phút, hỏi lại, ủa hồi nãy anh bắt tay với cái ông đó, ông chào hỏi cái ông đó, ông niềm nở quá, thấy hai người thân thiết quá, vậy chứ ông mang đôi giày màu gì vậy? Không biết. Không biết ông mang đôi giày màu gì, thậm chí không biết ông mang giày hay ông mang dép nữa. Mà đang ôm với nhau vậy đó, niềm nở với nhau vậy đó, chào đón với nhau vậy đó, thân mật với nhau vậy đó. Nhưng mà hỏi mang đôi giày gì vậy, màu gì vậy, không biết. Không để ý. Cho nên trong cuộc sống của mình, giữa mình với Chúa nó không có cái sâu sắc. Dường nó có cái trợt trợt bề ngoài đó. Mà cái trật trật bề ngoài đó là do mình không có cái nơi riêng tư đó với Chúa. Cho nên mình cầu nguyện xin Chúa cho mình có cái nơi riêng tư đó. Để mối quan hệ giữa mình với Chúa nó sâu sắc được. Nhiều người hỏi mục sư làm sao để có được cái mối quan hệ sâu sắc mà ai cũng nói cái quan hệ sâu sắc với Chúa là sao? Thưa quý vị hãy ở nơi chỗ riêng tư đó. Nên cầu xin Chúa thương đến chúng ta, nhắc nhở chúng ta ở chỗ này. Để chúng ta học cái bài học này ở trong cuộc đời của mình. Và cầu nguyện như vừa nãy tôi nói, cầu nguyện là một cái chỗ mà chúng ta nhận lại sức mạnh để chúng ta đi tới. Đó là bài học thứ năm ở trong câu này. Cầu nguyện, chúng ta nhận lấy năng lực của Chúa để chúng ta đi tiếp. Chúa cầu nguyện để Chúa lấy lại năng lực để đi tới ở trong cái hành trình, cái chương trình cứu rỗi này. Cho nên sự sức mạnh và sự bình an nó đến trong sự cầu nguyện. Tôi lặp lại, sức mạnh và sự an ninh của chúng ta, sự bình an của chúng ta giữa bao nhiêu sóng gió, giữa bao nhiêu thách thức, giữa bao nhiêu bắc bớ, nó đến với chúng ta bởi sự cầu nguyện mà ra. Nếu chúng ta muốn bình an, hãy đến với Chúa trong sự cầu nguyện, chỗ riêng tư đó. Hãy muốn kinh nghiệm sức lực từ nơi Chúa, hãy ở trong chỗ riêng tư đó. Chúng tôi đang nói ở trong cái thực tế, không mơ hồ, không tưởng tượng ra đâu. Hãy ở trong chỗ đó. Bao nhiêu thứ ở ngoài, bao nhiêu nan đề đang khiến chúng ta bất an đó. Nan đề trong gia đình khiến chúng ta bất an, nan đề yếu đuối cá nhân của chúng ta khiến chúng ta bất an, nan đề trong hội thánh khiến chúng ta bất an, nan đề trong xã hội này khiến chúng ta bất an. Nhưng nếu chúng ta không cầu nguyện, không ở riêng với Chúa, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục bất an, không bình an được đâu. Và chúng ta không những không bình an mà chúng ta cạn kiệt năng lực nữa kìa. Cho nên cái chỗ mà chúng ta ở riêng với Chúa, ngay tại chỗ chúng ta ở riêng với Chúa đó, chúng ta nhận lãnh sức mạnh từ nơi Chúa và chúng ta nhận lãnh được sự bình an của Đấng Christ vượt qua sự hiểu biết của chúng ta để cai trị lòng và ý tưởng của mình.
Cho nên chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm được điều này ở trong cuộc đời của mình. Tại chỗ riêng tư đó, chúng ta sẽ có đủ năng lực để đối diện và Amen. Chuẩn bị cho trách nhiệm của mình. Amen. Cảm tạ Chúa. Đủ năng lực để đối diện với sự thử thách phía trước. Tôi nói thiệt, giờ mà tôi buông ra sự cầu nguyện, tôi gục liền. Tôi buông sự cầu nguyện ra, tôi gục liền ngay lập tức. Buông cái chỗ ở riêng này với Chúa, gục liền. Không đủ sự trong sáng để giải quyết những nan đề. Từ bên trong lẫn bên ngoài. Từ chuyện tâm linh đến chuyện tổ chức. Thậm chí từ cái việc người này bận cái đồ này, người kia bận cái đồ kia, mình cũng sẽ phải đối diện với nó. Từ cái chuyện ở trên trời cũng có, mà chuyện dưới đất cũng có. Cái chuyện này, cái chuyện không 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 cũng có, cái chuyện vô lý cũng có, mà cái chuyện có lý cũng có. Rất nhiều thứ. Nếu buông cái sự cầu nguyện này ra, nếu buông cái chỗ, cái nguồn mà mình nhận năng lực của này ra, thì nội một bài giảng cũng không có nữa. Đừng nói chi 7-8 bài một tuần lễ, mười mấy bài một tuần lễ. Cho nên thưa quý vị, thấy được cái trách nhiệm của mình. Khi thấy được trách nhiệm của mình, thấy được sự kêu gọi của mình, mình cần phải ở riêng với Chúa nhiều hơn. Ở trong cái chỗ riêng tư đó, mình thấy được sức mạnh từ nơi Chúa, sự bình an của Chúa chiếm hữu để làm công việc của Chúa. Sự bất hại nó không chỉ bắt bớ, không phải chỉ bên ngoài đâu, còn ngay cả bên trong nữa, nhiều thứ lắm. Cầu nguyện mang lại cho chúng ta sức mạnh, không những tinh thần, nhưng mà sức mạnh tâm linh, cái nội tâm của chúng ta mạnh đủ để chúng ta chống chọi mọi thách thức từ đến từ bên ngoài. Cầu nguyện mang chúng ta đến chỗ phụ thuộc với Chúa, dẫn chúng ta tùy thuộc về Chúa. Qua sự cầu nguyện, chúng ta biết chúng ta tùy thuộc vào Chúa, chúng ta tùy thuộc vào Chúa, dựa nương vào Chúa, tin cậy vào Chúa, và chúng ta tiếp tục đặt mình ở trong cái nguồn năng lực đó để chúng ta đi tới. Cho nên thưa quý vị, lời Chúa dạy chúng ta làm gì? Philip đoạn 4 câu 13. Chúng ta đọc câu này nữa, mình cầu nguyện. Philip đoạn 4 câu 13, ai cũng nhớ. Tôi làm được một sự cho đứng bằng thêm cho tôi. Tôi làm được một sự. Dạ. Nhiều sự lắm. Phải nói rất nhiều sự trong cuộc sống của mình. Nhưng nếu Chúa không ban sức cho mình, thì mình không làm được sự gì. Cho nên cầu nguyện xin Chúa thương chúng ta. Thi Thiên 28 câu 7 dạy chúng ta rằng Đức Giê-hô-va là sức mạnh và là cái khiên của tôi. Lòng tôi nhờ cậy nơi Ngài. Đức Giê-hô-va là sức mạnh và là cái khiên của tôi. Lòng tôi nhờ cậy nơi Ngài. Thi Thiên 28 câu 7. Vấn đề tôi đặt ra là chúng ta có từ giã được không? Chúng ta có lên núi được không? Mà là khi đã lên núi rồi, có cầu nguyện được không? Hãy nhớ rằng, cầu nguyện là cách chúng ta tương giao với Chúa. Giao thông với Chúa. Cầu nguyện là lúc chúng ta nhận lãnh sự hướng dẫn của Chúa. Cầu nguyện là lúc chúng ta nối kết với Chúa cách mật thiết. Cầu nguyện chỗ riêng tư, lúc chúng ta mở lòng của mình ra tự do với Chúa. Cầu nguyện ở chỗ riêng tư là lúc chúng ta được Chúa thêm cho sức mạnh. Cầu nguyện ở chỗ riêng tư là lúc sự bình an của Chúa chế ngự hay là chiếm hữu lòng và ý tưởng, cai trị lòng và ý tưởng của chúng ta. Cầu nguyện ở chỗ riêng tư đó để cho chúng ta thấy Chúa là sức mạnh và là cái khiên của tôi. Và tôi làm được mọi sự nhờ đấng đó biết tùy thuộc vào Chúa, được phụ thuộc vào Chúa, chứ không còn biết phụ thuộc vào bất cứ một đối tượng nào khác nữa. Mọi người chúng ta đến với Chúa cầu nguyện trước lời của Chúa hôm nay.
Rồi trong chỗ yên lặng này, quý vị nào thấy được Chúa nhắc nhở mình cần cầu nguyện, được Chúa thúc giục để cầu nguyện, xin quý vị mở mic lên để cầu nguyện trước lời của Chúa hôm nay. Nếu ai trong chúng ta chưa thật sự tìm lên được một cái núi nào. Chúa cho con được ơn của Chúa để con biết tìm kiếm Chúa qua lời của Ngài. Mà tôi tới Chúa đã giảng dạy cho con là một sư tông hội trưởng. Ôi ơi Chúa ơi, mát bó đạn 45-46 chúng con học biết vì sự yêu thương của Chúa để cho chúng con được nhận biết và biết tìm kiếm trước hết là Đức Chúa Trời mà chúng con học hỏi. Ôi Chúa, tình thương của Chúa đã bao la ấp ủ cho anh chị em chúng con. Nếu chúng con không biết học, không biết nhận được Chúa thì chúng con sống cũng như kẻ đã mất, đã không còn biết cái gì điều sai trái của Chúa cả, đi để vấp phạm lại Đức Chúa Trời và cho con học được vào những cái nơi thanh vắng cũng như mỗi tối mà chúng con được vào trong căn phòng để thương giao với Chúa mỗi ngày. Đó là một sự tốt đẹp, cũng như hàng ngày mà chúng con đi đâu, đứng ở đâu thì cũng nghĩ đến Chúa mà cầu xin, cầu nguyện. Vì Chúa là Đức Chúa Trời hằng sống của chúng con mỗi ngày, xin Chúa cũng như anh chị em chúng con trong Jerome Ovet mỗi ngày mà cầu nguyện, cầu thay, xin ân sủng của Chúa để ban cho Ovet cộng đồng mới, để cho anh chị em chúng con được học hỏi và biết tìm kiếm qua những cái lời khôn ngoan để chúng con sống trong Chúa vững vàng hơn. Xin Chúa cũng cho anh chị em chúng con biết đời sống của chúng con luôn luôn phải cầu nguyện làm cái chìa khóa để mở miệng mà chúng con đi trên đường lẽ sống của Chúa. Sự tốt đẹp Chúa đã cho sự khôn ngoan miệng mồm của chúng con, cái lưỡi của chúng con xấu xa để sửa lại tất cả, để chúng con biết những cái gì mà chúng con học lời của Ngài. Cảm tạ Chúa ơi, qua cái bài học của chúng con mà Chúa đã, tôi tớ Chúa đã dạy cho chúng con biết bao nhiêu lần mà chúng con không nhớ nổi là cái đó sai lầm của chúng con. Có nhiều khi cũng có nhiều người cũng không biết cầu nguyện là vì không biết nhận xét để đem vào lòng của mình sự thật. Trong đó có con, lâu lắm rồi con cũng đi theo Chúa nhưng con không biết sự cầu nguyện như thế nào. Nhưng mà cầu nguyện không phải một lời thì nhưng mà nhiều lắm Chúa ơi, cầu nguyện xin Chúa đủ hết tất cả, điều nào cũng có Chúa dạy hết, điều nào cũng Chúa dạy khôn ngoan để biết cầu nguyện xin Chúa những điều nào. Trong giờ này con thành kính nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ tiếp tục thương qua tất các tôi tớ Chúa ở Ovet. Họ đã chỉ dẫn dạy cho chúng con mỗi ngày. Ôi Chúa ơi, một sư Lào, một sư Hiếu, một sư Thọ, một sư Dương, một sư Quốc. Ôi một sư lớn tuổi, nhỏ tuổi đều là tôi tớ của Chúa đã sức giàu. Họ giảng dạy cho chúng con mỗi ngày biết bao nhiêu lời của Chúa mà chúng con không học lấy, chúng con không ôm ấp lấy là một sự dại ngộ của chúng con đi trong sự tối tăm. Xin Chúa tha thứ kéo chúng con lại trong Chúa. Amen. Trong giờ này con thành kính nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm tạ Chúa một sự. Vị nào có thể tiếp tục cầu nguyện? Con kính lạy Chúa Giêsu Christ là Cha từ ái của chúng con. Cha ơi, con cảm tạ ơn Chúa thật là nhiều. Vì mỗi buổi sáng, Chúa cho chúng con được sống động. Chúa cho chúng con tìm kiếm Chúa. Chúa ơi, chúng con được sự tương giao với Chúa, cầu nguyện với Chúa, mật thiết với Chúa, trình dâng lên Chúa những chuyện thầm kín mà chúng con không nói được. Nhưng mà Chúa của chúng con là đấng biết hết mọi điều. Nhưng Chúa muốn chúng con hãy mở miệng ra thưa chuyện với Chúa. Chúa ơi,
Con cảm tạ ơn Chúa vì lời của Chúa để dạy dỗ nhắc nhớ mỗi một chúng con. Đời sống của mỗi con dân của Chúa là một đời sống cầu nguyện, Chúa ơi. Vì mà sự cầu nguyện như là một hơi thở, nếu chúng con không cầu nguyện thì đời sống của chúng con rất là buồn thảm, Chúa ơi. Ngày nào mà chúng con không cầu nguyện với Chúa, ngày đó giống như chúng con không có năng lượng gì, Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa, Chúa ơi, vì Chúa hiện diện trong tấm lòng mỗi một chúng con. Chúa hiện diện trong tâm hồn chúng con, trong trái tim chúng con, trong trí não chúng con, Chúa ơi. Để dù bất cứ trong hoàn cảnh nào, bất cứ ở nơi nào, thì chúng con cũng tìm kiếm đến Chúa, Chúa ơi. Chúa là cái khiên của mọi một chúng con, Chúa ơi. Chúa là nơi cho chúng con ẩn náu, Chúa ơi. Chúa là Đức Chúa Trời của mọi một chúng con, Chúa ơi. Vì Chúa đã thương xót mọi một chúng con, Chúa tìm chúng con, Chúa cứu chúng con, Chúa chuộc chúng con, Chúa tái sanh chúng con. Chúa ban cho chúng con có lời hằng sống của Chúa, và chúng con được thừa hưởng lời hằng sống của Chúa, Chúa ơi. Nguyện xin Chúa gìn giữ tấm lòng chúng con, Chúa chăm xem chúng con và cho chúng con bền đổ, trung tín, tỉnh thức. Chúng con đọc lời của Chúa, chúng con giấu lời của Chúa, chúng con cầu nguyện với Chúa, Chúa ơi. Luôn luôn không ngừng, Chúa ơi, vì Chúa nói chúng con là hãy cầu nguyện mãi mãi không thôi, Chúa ơi. Cảm tạ ơn Chúa, nguyện xin Thánh Linh của Chúa là thần của lẽ thật ở trong lòng mỗi một chúng con, cáo trách, tỉa sửa và bày tỏ cho chúng con đường đi của Chúa là sự sáng và sự sống, Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Chúa. Cảm tạ ơn Chúa, Chúa sắm sẵn cho chúng con có phòng Zoom này để chúng con được học lời Chúa mỗi ngày. Chúng con được trao dồi lời của Chúa mỗi ngày. Chúng con được thay đổi mỗi ngày khi chúng con khao khát. Vì Chúa nói rằng ai kêu cầu Chúa thì Chúa sẽ trả lời cho. Chúng con khao khát được sự thay đổi của Chúa. Chúng con được xin Chúa dùng mỗi một chúng con để đời sống chúng con là đời sống cầu nguyện. Một đời sống học lời của Chúa và một đời sống là chứng nhân cho Chúa nữa, Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Chúa. Nguyện xin Chúa cũng ban phước trên OVAC này, tổng hội OVAC này, hướng đi mới này được đầy ơn của Chúa. Xin Chúa bổ sức thiên của Chúa trên tất cả những mục sư, Chúa ơi, đặc biệt là mục sư Phan Phước Lào, Chúa ơi. Chúa biết được công việc của ông rất là nhiều, gánh nặng của ông rất là nặng, nhưng mà Chúa nói chúng con rằng hãy lấy gánh của Chúa nhẹ nhàng và ách của Chúa dễ mang, Chúa ơi. Để ông là một người để hướng dẫn học lời của Chúa. Xin Chúa ban sức thiên của Chúa trên ông, trên gia đình ông, trên hậu tự ông, trên hội thánh mà ông đã chăm sóc, tất cả những hội thánh, Chúa ơi. Xin Chúa dùng ông một cách đặc biệt và những mục sư nữa, Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Ngài thật là nhiều. Con, Chúa biết là con không đủ ngôn từ, nhưng Chúa ơi, Chúa biết được trong lòng của con và mọi một con dân của Chúa có sự khát khao gì. Nguyện xin Chúa thương xót mà Chúa bày tỏ dẫn dắt chúng con đi trong lẽ thật, sự trung thật, Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Cha. Một ngày mới, xin Chúa ở hết thảy trên con dân của Chúa trong phòng Zoom này, và xin Chúa thương xót, và Chúa cũng lau ráo nước mắt mọi một chúng con. Chúa lau sạch lòng chúng con, để lòng chúng con bước đến với Chúa trong sự trống không, Chúa ơi. Để Chúa ngự trị, Thánh Linh của Chúa dẫn dắt dạy dỗ chúng con. Con biết ơn Cha thật là nhiều, Chúa ơi. Chúng con nhận lãnh với lòng biết ơn và thành kính trong sự cầu nguyện, trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Lạy Cha, chúng dạ. con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh. Cha được tôn thánh. Nước cha được đến, đất cha được nên, cha được nên ở đất như ở trời. Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn đủ ngày, xin tha tội lỗi cho chúng con, vì chúng con tha kẻ phạm tội chúng con, cùng chúng con. Xin cho để chúng con xin cho để chúng con bị cấm dỗ, sông cứu và khỏi điều ác, vì nước quyền hiện thiên của cha tới đời vô cùng. Amen. Hallelujah, 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 amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn tất cả quý tôi con Chúa đã tham dự vào chương trình tỉnh nguyện ngày hôm nay. Kính mời bà Loan có ý tưởng gì xin chia sẻ. Dạ, thưa
Trước hết, Alleluia, tôi tạ ơn Chúa rất là nhiều, cũng như là tôi cảm ơn mục sư. Tôi rất là sung sướng là tôi được gia nhập vào cái Zoom này để tôi học hỏi. Và ngày hôm nay, hồi nãy tôi tính xin cầu nguyện, nhưng mà hết giờ. Dạ, tôi rất là, cảm động rất là nhiều. Trong cái phần câu số 46 là lìa khỏi, lên núi và cầu nguyện. Thưa, trong cái cuộc đời của tôi có cầu nguyện nhưng mà tôi bỏ mất hai phần đầu là lìa khỏi và lên núi. Dạ, tôi thấy bài học hôm nay, khi mà tôi cầu nguyện là tôi ngồi chỗ nào tôi cũng cầu nguyện hết, nhưng mà trong khi đó cái tâm trí tôi chưa có lìa khỏi cái sự việc xung quanh. Thứ hai là tôi không có lên núi, tức là tôi không có tìm một cái chỗ riêng tư. Cho nên khi tôi cầu nguyện, nó bị cái âm thanh xung quanh, cái hoàn cảnh, cái người hoạt động xung quanh mình. Thành ra tôi cầu nguyện cái vấn đề đó một cách gọi là cho qua, cho lẹ, để hoàn chỉnh cái nhiệm vụ của mình. Thế thôi. Thành ra bài học hôm nay, tôi tạ ơn Chúa, cảm ơn mục sư rất là nhiều, và để cho tôi hiểu được cái tầm quan trọng. Và tự kể từ ngày mai, tôi sẽ có một cái thái độ mới trong cái vấn đề cầu nguyện. Dạ, từ đó là cái phần bài học hôm nay. Còn cái hồi nãy tôi cứ xin nói là tôi kết thúc, chúng ta kết thúc cái phần mắc 6 tới đoạn 46 là hết. Thì so far, từ trước tới bây giờ đó, thì tôi học cái đoạn này nó nằm trong ba cuốn sách đó, thì tôi thấy nó rất là bình thường. Rất là bình thường, nghĩa là cái phép lạ của Chúa. Rồi Chúa, tại vì người ta tôn vinh Chúa là vua, cho nên Chúa biểu môn đồ đi ra khỏi cái tư tưởng đó để mà nhân dân. Thì đó là những cái bình thường mà tôi học hồi trước tới bây giờ. Và đồng thời tôi cũng nói rằng là cái thành Bethsaida thì ở trong này mục sư cũng không có nói vấn đề đó, là tại vì hướng về thành Bethsaida thì tôi ở đây tôi xin mạo muội gọi là khoe chút xíu về cái sự hiểu biết của mình tí xíu. Dạ. Thì cái thành Bethsaida đây á, thì tôi góp ý thêm cho anh chị em để khỏi mất công mà nhỡ Google ra để làm gì. Dạ, thành Bethsaida đây là một trong ba thành, là thành Neru, Capernaum và thành Corinta hay cô gì đó, Corinth. Dạ, Corinth là ba thành, đó là ba thành mà Chúa giảng phúc âm. Và ba thành đó là cái ba thành nằm trên cái vùng biển Galilee, là ba cái thành đó mà Chúa dạy để mà tại vì ba cái thành đó rất là đời sống đạo đức rất là suy đồi, cho nên cái mục tiêu của Chúa đến là để giảng dạy chứ không phải là để làm quá phép lạ đó. Thì tôi xin khoe tí xíu vậy.